cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng cát, và đây là một cái mặt hoa cát xưa. Và hiện tại cái dòng cát xưa này chỉ là hàng tách chiết thôi, chứ không có nhiều hàng nhiều nha cô chú. Đây là cát vua mèo, một cái mặt hoa rất là đẹp. Cô chú mình nhìn hai cánh này là cánh tròn và cánh nó là cánh khít lên nhau, cô chú rất là khít luôn. Đây là cát vua mèo. Và trên hai cánh này thì nó có hai cái phớt đỏ rất là đẹp nha cô chú. Đây lưỡi viền nè, cực kỳ đẹp luôn. Đây là cát vua mèo. Đó. Và hoa rất là thơm nha cô chú. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con đang bán đồng giá là 250.000 một chậu. Cây đã xuống rễ thuần chậu và cây rất là khỏe nha cô chú. Và ở đây thì con có thể con tách ra để cho các cô chú mình về mình trồng lại, tại vì rễ của nó chỉ mới báo nhiều cái giá thể thôi. Con trồng được tầm khoảng 2 tháng rồi. Đây là cát vua mèo, hàng đã thuần chậu nha cô chú, rất là đẹp. Còn cô chú nào muốn giữ nguyên còn sẽ giữ nguyên, còn không lột ra. Đây là cát vua mèo và con bán đồng giá cho các cô chú mình sưu tầm là 250.000 một hướng, rất là đẹp. Và đây là hướng cát vua mèo, mã số là mã số đầu tiên nha cô chú, đó là mã số 1. Và cô chú mình nhìn cái mắt của nó nè, đây chuẩn bị là sực bật lên rất là nhiều mầm gốc. Và rễ thì cũng đã bắt đầu đang xì rễ ra rất là khỏe rồi. Và đây là cát vua mèo nha cô chú. Và kích thước từ gốc á, mà lên tới đầu lá của nó hiện tại là 30cm là dài nhất nè. Đã xuống rễ rất là nhiều. Và đây là hàng tách chiết nha cô chú. Mắt sưng lên rất là sáng rồi. Vua mèo, cây là cực kỳ khỏe nha cô chú. Vẫn còn là mắt đầy đủ luôn, đã xuống rễ thuần chậu. Cô chú nào muốn giữ nguyên sẽ giữ nguyên lại, con sẽ gửi nguyên cái chậu đi luôn. Mã số là mã số 1. Giá tiền ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 250.000 nha cô chú. Và cái dòng cát vua mèo thì có một số các cô chú mình ở ngoài miền Bắc á, mình rất là ưa thích cái mặt hoa này. Rất là hiếm nha cô chú, cát vua mèo. Đồng giá là 250.000 một hướng, đây là mã số 1. Tiếp tục đây là hướng vua mèo mã số 2 và cái mầm của nó đang lên rất là lực nha cô chú. Cây này nói chung là hàng thuần chậu là mình về chăm sóc rất là dễ. Và kích thước hiện tại của cái khóm này từ bên hẻm bên con là được là 30cm. Và kích thước của bản lá của nó là đang tầm khoảng cỡ hơn 5cm nha cô chú. Đây là vua mèo. Và mã số là mã số 2. Đó, rất là lực cô chú. Mắt này vẫn còn đầy đủ ha. Cô chú mình về mình khai thác lên thêm. Đây. Đó, mắt này vẫn còn đầy đủ nè. Đây là cát vua mèo. Hàng thuần chậu rồi nha cô chú. Và giá tiền của cái hướng cát vua mèo mã số 2 ngày hôm nay cửa hàng bên con vẫn bán ra đồng giá là 250.000 một hướng. Hàng này là hàng thuần chậu nha cô chú. 250.000, mã số là mã số 2. Đây là vua mèo. 250. Tục mã số tiếp theo đó là mã số 3. Đây là hướng vua mèo mã số 3 nha cô chú. Mầm đang lên rất là khỏe rồi. Đó, đây là cát vua mèo nè cô chú. Đang lên mầm rất là khỏe. Đây là hàng tách chiết ra. Chúng mình nhìn một số cái dấu của tách chiết nè. Đây là vua mèo mã số 3 nha cô chú. Và kích thước hiện tại của nó từ gốc lên tới đầu lá là tầm khoảng cỡ gần 40cm đó cô chú. Và một cái bản lá này thì hiện tại nó tầm khoảng 5cm, hơn 5cm. Và giá tiền của cái hướng mã số là mã số 3 ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm cái mã số 3 với giá tiền của nó ngày hôm nay là 250.000 cho mã số 3 nha cô chú. Đây là cát vua mèo, mã số là mã số 3, giá 250.000. Tục đây là hướng cát vua mèo mã số tiếp theo, đó là mã số 4. Và giá tiền của nguyên cái hướng cát vua mèo ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm á, với giá tiền của nó là 250.000 nha cô chú. Hướng rất là đẹp nè. Đó, mầm đang lên rất là khỏe luôn, cây cực kỳ đẹp. Đây là vua mèo, mã số của nó đó là mã số 4 nha cô chú. Đây là hướng cát vua mèo mã số 4. Giá tiền thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá rất là rẻ cho các cô chú mình sưu tầm. Mã số 4. Mã 4. 250.000 cho mã 4. Tiếp tục đây là hướng mã tiếp theo, đó là mã 5 nha cô chú. Giá tiền là 250.000 cho mã số 5. Nói chung là hàng này là con đã tuyển chọn hết rồi nha cô chú. Mắt này vẫn có đầy đủ, con mới lựa ra cho các cô chú mình sưu tầm đó. Nói chung là hàng này đã bắt đầu xuống rễ thuần chậu rồi cô chú. Đã bám rễ và cho thể rất là nhiều. Và kích thước hiện tại của nó là tầm khoảng cỡ 28cm nha cô chú. Đây là cát vua mèo. Và mã số của nó đó là mã số 5. Và ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm cái mã số 5 này với giá tiền của nó là 250.000 mã số 5. Mã số 6 nha cô chú, đây cũng là mã số cuối cùng, giá là 250.000 luôn. Đây là cát vua mèo, hàng đã xuống rễ thuần chậu nha cô chú. Vua mèo mã số là mã số 6, đây là mã số cuối cùng, kích thước là 34cm, bản lá của nó hiện tại là tầm khoảng hơn 5cm nha cô chú. Giá tiền là 250.000 cho mã số 6. Đây là cát vua mèo đang lên mầm rất là lực nè cô chú. Và nếu mà cô chú mình trồng cát á, thì con khuyên cô chú mình nên trồng bằng vỏ thông, với lại
dớn cọng đây nè, mình pha lại ở trên cái lớp bề mặt của chú. Mình cứ trộn hai cái này lại rồi mình sẽ trồng, nó sẽ rất là mau bám rễ, tại vì ở trong dớn cọng đây nè nó sẽ giữ ẩm rất là tốt, cây mình nó ra rễ rất là nhiều của chú. Tại vì cái dòng cát đã thử nghiệm rất là nhiều lần rồi. Ở dưới mình cứ lót một ít lớp mót đây nè, xong rồi mình sẽ có một ít lớp vỏ thông lớn ở đây để cho mình đỡ cái tiền vỏ thông bớt á, mình lót chừng tới cái mặt thôi. Còn ở trên cái mặt này nè, mình sẽ lấy một ít cái dớn cộng á, cộng với lại cái vỏ thông nhuyễn mà đã xây rồi đó, thì bên con đang có rất là nhiều vỏ thông đó, và mình sẽ trộn lại rồi mình sẽ bán, trộn lại rồi mình sẽ trồng như vậy thì nó sẽ rất mà bám rễ. Vỏ thông nhuyễn và dớn cộng nha cô chú, đây là mã cuối cùng, mã 6, đây là vua mèo. Nói chung là cũng không có nhiều, cái hàng này rất ít hàng. Số điện thoại của con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, Tân An, Long An, và cửa hàng Hoa Lan Minh Sinh Chậu của chú, đề cát vua mèo combo 6 chậu.